thần hoan hỷ tri ân này, chúng con cũng không biết nói gì hơn bằng kính xin lão cư sĩ Diệu Âm lại một lần nữa từ bi chỉ điểm thêm để cho chúng con về pháp hồ niệm, niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, để giúp cho chúng con hiểu cho thấu, hành cho đúng khi lấy hồ niệm làm một pháp tu, để cho chúng con cũng có cơ hội kịp thời giúp mình, kịp thời giúp cha mẹ, anh em, bà con thân thuộc biết được con đường thoát ly sanh tử luân hồi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc như mẹ của chị Đào Thị Trâm ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin cho tràng vỗ tay. Sao dòng nghe lắng nghe cái cuộc vãng sanh mà vãng sanh của mẹ của Đào Thị Trâm hay là cụ Đào Thị Trâm? Sao con thấy cái tên? Dạ, A Di Đà Phật, mẹ của chị Đào Thị Trâm mà thông tin con tìm đi tìm lại hoài mà không thấy tên ạ. Nhưng mà chắc cụ là mẹ cũng là giống như tất cả mẹ đã ra đi lưu lại thoại tướng. Dạ, A Di Đà Phật. Rồi, con bán sanh là mừng rồi, tôi vỗ tay đi. Tại vì ông cứ chờ mãi là cái tên của cụ bán sanh là người nào mà giống cũng nghe, cứ nghe cái Đào Thị Trâm không, sợ lầm lẫn. A Di Đà Phật. Chư vị có thấy là khi mà nghe được một cái tin vãng sanh thấy mừng không chư vị? Mừng đến nỗi mà dám định kêu tên Bồ Tát ra mà để xíu dương mà thấy cái không thấy cái tên của cụ. Tôi cũng mình trao qua luôn. À Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn đức quang đồng chứng minh. Kính thưa chư vị đồng tu, nhất là hôm nay là cái buổi thực tập hộ niệm, chủ yếu là dành cho chư vị trên Bắc Mỹ, tức là ở vùng của Mai Trâm. Mỗi lần mà mình nhận được một tin vãng sanh, chư vị có tin tưởng rằng là chúng ta cũng nương theo cái pháp này mà đi về Tây Phương thành đạo không chư vị? Có. Xin hỏi chùa Phúc Đông, đúng rồi. Chư vị giơ tay lên mà năm cú nữa cho vững vàng lên. Đúng rồi, A Di Đà. Nghiệp chướng của chúng ta tràn trề, mà nhờ cái pháp hộ niệm này, chúng ta thực sự một đời này sẽ được đặt chân tới đất Tây Phương Cực Lạc. Ta không còn là phàm phu nữa các cụ ơi. Ta là Bồ Tát Bất Thoái. Ta cùng với chư Đại Bồ Tát tay trong tay để đi làm Phật. Các cụ ơi hãy tin tưởng đi. Rõ ràng hàng ngày chúng ta có những bài pháp không lời, có những cuộc chứng minh hộ niệm rõ ràng trước mắt rằng là người phàm phu chúng ta nếu đem cái tâm chí thành, chứ cái niệm Phật nhen các cụ, nhen cụ ngập ngộ. Em bạch với tôi này, rõ ràng chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, đúng không Khánh Nguyễn? Nhất định đấy. Đời này sáng còn tối mất, đang ngồi đây chắp tay niệm Phật, biết chừng đâu ngày mai ta đã buông thân xác này ra đi rồi. Xin hỏi chư vị, cái xác này, cái thân này mà chúng ta giữ không được, thì cái nhà này chúng ta giữ được không? Cái tiền bạc chúng ta giữ được không? Không ạ. Cái mảnh bằng của thế gian cho mình giữ được không chư vị? Không ạ. Đúng không anh ba, chị ba? Ngộ ra một đường như vậy thì ta phải giữ là đường đi làm Bồ Tát. Ta đời đời kiếp kiếp không còn tử nạn nữa, không còn khổ đau nữa, hay không chư vị? Bây giờ hôm nay Diệu Âm nhắc lại những cái gì mà xưa cũ nhất mà chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã căn dặn chúng ta, dạy chúng ta từ 3.000 năm qua rồi, mà nhiều khi chúng ta không
để thành ra đường tu chúng ta, nhất là phàm phu, thường bị lệch. Lệch cái chỗ nào đây? Trong mấy ngày qua, Diệu Âm có nhận những cuộc điện thoại. Người nào cũng tới than với Diệu Âm ấy: chú Diệu Âm ơi, nghiệp chướng của tôi nặng quá, làm sao tôi có thể được giải thoát trong đời này? Các cụ ơi, các cụ có thường than như vậy không? Nguyên Trâm có thường than như vậy không? Chú Diệu Âm ơi, nghiệp chướng của tôi nặng quá, làm sao mà tôi bỏ nghiệp chướng tôi đi đâu, uổng dữ vậy? Tất cả đều do chính tâm mình quyết định các cụ ơi. Đúng không Quốc Tuấn? Mình thấy nghiệp chướng mình nặng quá, mình tiếc nghiệp chướng, mình không đành bỏ nghiệp chướng ra đi, thì đành rằng mình phải theo nghiệp chướng thọ nào. Thọ đến vô lượng kiếp chưa chắc gì đã hết nghiệp đâu nhé chư vị. Vậy thì chư vị hôm nay nghe lời Phật dạy đi, đừng thương nghiệp nữa làm chi, đúng không? Đúng không Quốc Toản? Đừng phá nghiệp làm chi nữa, chủ yếu là đừng tạo nghiệp nữa. Nghiệp tốt thì tạo chút chút cũng được, tạo nhiều nhiều cũng không sao, nhưng mà nghiệp tốt cũng không thèm bám theo nữa, ngang cụ Nguyên Thân Quảng Thân. Nghiệp tốt mình không bám theo thì giá gì bám theo nghiệp xấu. Vậy thì bám cái gì đấy chư vị? Bám vào câu A-di-đà Phật, bám vào cõi Tây Phương Cực Lạc, quyết chí Nam Mô A Di Đà Phật. Con quyết chí trở về Tây Phương Cực Lạc với A Di Đà Phật, với chư Phật trên mười phương. Con quyết định đi làm Phật. Chư vị ơi, hãy bám cho chặt cái điểm này. Nghiệp chướng trùng trùng như núi Tu Di, nó cũng đành nằm hững hờ bên bàn chân của mình, bên bước chân của mình. Chư vị ơi, hãy ngộ ra con đường đới nghiệp vãng sanh. Hãy ngộ ra con đường băng qua tất cả nghiệp chướng. Hãy ngộ ra con đường leo lên chiếc máy bay bay qua núi nghiệp. Đừng ngộ con đường vác súng vác dao chui vào núi nghiệp mà phá nó. Nhất là hàng phàm phu chúng ta, chư vị biết không, tay chân chúng ta mềm yếu vô cùng, sức chúng ta vô cùng là hạn hẹp, còn nghiệp chướng thì hung hãn lắm đấy chứ vậy. Mình đánh với chúng không lại đâu. Vậy thì mình đánh với chúng không lại, dạy gì mình đánh với chúng? Dạy gì cứ than: chú Diệu Âm ơi, nghiệp tôi nặng quá, làm sao tôi bỏ đi đây? Thì Âm trả lời: nếu bỏ đi không được thì cứ theo nghiệp chướng đi để thọ nạn. Còn nếu mà mình bỏ không được mà mình đánh nó cũng không xong, phá nó không được thì phá nó làm chí? Hãy theo A-di-đà Phật trở về Tây Phương Cực Lạc đi chư vị. Hãy nhớ cho điểm này. Nghiệp chướng hung hãn, nhưng Ngài Triệt Ngộ nói rằng nghiệp chướng không có tự tánh. Nghiệp chướng do duyên mà khởi ra. Mình tạo ra rồi nó nằm im đó, chỉ giao cho nó cái duyên, tạo cho nó cái cơ hội, nó mới nở ra. Còn không tạo nó cái cơ hội thì nó nằm im đó, nó chờ chờ cho khi nào mình khèo nó, mình tạo nó cái duyên, nó mới nở ra, nó quậy, nó phá mình. Cái điểm giữa của nghiệp chướng là chỗ này. Vậy thì các cụ đã bị ung thư, đã bị tiểu đường, đã bị bác sĩ chê rồi, tức là mình đã khơi cái nghiệp chướng ra, hoặc là có một cơ duyên nào đó nghiệp chướng nó nổi lên, nó bắt mình phải xả bỏ thân xác này, thì mình cảm ơn nó đi. Bắt tôi xả bỏ hôm nay thì hôm nay tôi về Tây Phương Cực Lạc với Phật. Bắt tôi xả bỏ ngày mai thì ngày mai tôi đi về Tây Phương Cực Lạc với Phật. Nếu hành hạ thân tôi 30 năm nữa thì tôi cũng đành chấp nhận 30 năm nữa. 30 năm này tôi quyết chí niệm A Di Đà Phật. Chư vị ơi, Phật lực bất khả tư nghị, chư Phật thánh lực bất khả tư nghị. Ta tin lời Phật dạy, ta chí thành chí niệm Phật, Phật lực phóng quang gia trị,
Phật lực và tâm lực chúng ta hợp lại, nghiệp lực đành chịu thua. Chính vì thế mà có nhiều người đang bị ung thư, đang bị bệnh nặng, người ta quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, người ta vẫn nở nụ cười cho đến giờ phút cuối cùng, và người ta giơ tay lên vẫy chào mọi người để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cũng là cái dịp như vậy, nghiệp chướng đang hành hạ bao đời cái thân này chuẩn bị chết, nhiều người sợ chết, nhiều người sợ bệnh đến nỗi nụ cười không nở được, giơ tay lên không được, mà suốt ngày từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng than thở động đến trời xanh. Động tới trời xanh đâu có cứu mình được, phải không chư vị? Chính vì thế mà nếu hôm nay chư vị thấy từng người nghiệp chướng sâu nặng đi vãng sanh, là chúng ta hiểu cái đạo lý là cái chân tâm tự tánh chúng ta có chủ động để mà vượt qua nghiệp khổ, ta chủ động vượt qua cảnh sanh tử luân hồi, ta chủ động đi về Tây Phương Cực Lạc thành Phật, ta chủ động không thèm theo nghiệp để chịu nạn, ta chủ động không xuống cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh để trả nợ cho hết. Ngài Tịnh Không nói muốn trả nghiệp chỉ còn con đường là xuống địa ngục mới trả hết nghiệp, tại vì xuống địa ngục thì duyên hợp với những cái nghiệp đại khổ đại ác chúng ta mới trùng trùng tiếp tục nảy ra cho ta tiếp tục trả cho đến khi nào hết nghiệp mới vượt khỏi địa ngục. Chư vị ơi, không phải một ngày hai ngày đâu nhé, vô lượng kiếp mới trả hết đấy. Nếu trong lúc mà bị hành hạ đau nhất mà chúng ta còn rên, còn la, còn mắng, còn nhất, còn căm thù những người hành hạ ta, vô tình ta không trả nghiệp mà còn tạo nghiệp thêm nữa. Nhưng không ngờ các vị quý sứ ở dưới địa ngục chỉ là người chấp pháp, ta làm sai ngài ta chấp pháp tới để mà trị tội ta, chứ các ngài không phải là dữ như vậy đâu. Mong chư vị hiểu được như vậy thì giải gì chúng ta chui vào đó để mà nhận lấy cái quả báo thương đâu. Tại sao không thành tâm niệm Phật, quyết chi cầu tranh Tây Phương Cực Lạc như cụ hồi nãy? Chư vị thấy không? Nhất định niệm Phật trở về Tây Phương. Ngài vui vẻ niệm Phật. Từ một bà cụ già lâm cụm, đáng lẽ chui vào trong tam đồ ác đạo để trả nghiệp, ngài đã trở về Tây Phương Cực Lạc rồi, ngài đã thành Phật rồi, đúng không bạch thầy Giác Sơn? Rõ ràng mà. Tất cả đều do tâm tạo. Mong chư vị hiểu cho rõ cái đạo lý này. Bắt đầu từ hôm nay, ta quyết không theo nghiệp, ta quyết không trừ nghiệp, ta quyết không tạo nghiệp xấu nữa, ta quyết niệm Phật trở về Tây Phương. Vô tình niệm câu A-di-đà Phật trở về Tây Phương là đại thiện nghiệp, là đại phước báu, là đại công đức, giúp cho mỗi người chúng ta một đời này trở về chân tâm tự tánh thành Phật. Nguyện mong cho tất cả các ba, các má, các cụ quyết chí thành tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện cầu tất cả một báo thân này đều được vãng sanh, đều thành Phật quả. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm lại một lần nữa đã từ bi chỉ điểm thêm cho chúng con những điều căn bản gần gũi để giúp cho chúng con hiểu cho thấu, để hành cho đúng khi lấy hồi niệm là một pháp tu trên con đường tu học về Tây Phương Cực Lạc của chính mình ạ. Dạ, chúng con xin nguyện y giáo phụng hành ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.